quy hoạch đất xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Vâng, chào mừng anh em đến với video soi chuyên soi quy hoạch các xã tại tỉnh Thái Bình. Và nếu anh em đang muốn soi xã nào thì hãy ấn follow kênh và comment bất cứ video nào của mình là đã follow phẩy tên xã tên huyện, thì mình sẽ làm các video chi tiết này để chia sẻ cho anh em các thông tin chuyển đổi đất, những tương lai xã các bạn sẽ có cái gì tuyệt vời về đường xá, về kết nối hạ tầng hay là các đất được chuyển đổi mục đích. Thì với những thông tin này bằng một phần mềm trả phí mình đã mua mất tiền rồi, khá là chính xác so với những phần mềm hiện nay, thì mình thấy là mình muốn chia sẻ cho anh em miễn phí này, thì hy vọng anh em yêu quý và cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn. Và đặc biệt nếu bạn nào đang muốn tư vấn về pháp lý lên sổ tách thửa thì inbox mình sẽ hỗ trợ kết nối cho anh em được những người mà em cần đó. Và bây giờ chúng ta, đó chính là anh Bảo Đức Audio đã hỏi mình câu này, các bạn đang soi trên màn hình ạ. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi về Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ nhá. Và trước mặt các bạn hiện tại đang là quy hoạch đất tỉnh Thái Bình từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050, và chúng ta sẽ cùng nhau đi về Quỳnh Ngọc nhá. Đâu rồi, đây rồi, Quỳnh Ngọc trong đi tuyệt vời nào, trên này. Đâu rồi, Quỳnh Cô đây, đây Quỳnh Ngọc đây, Quỳnh Sơn đây. Đây, trước mặt chúng ta chính là chợ cầu Quỳnh Ngọc đây. Quỳnh Ngọc đây các bạn này. Đây, đây chính là Quỳnh Ngọc, toàn bộ Quỳnh Ngọc trước mặt chúng ta đây các bạn này. Đây, một xuống chút xíu đây, mình sẽ zoom sao cho nó vừa phải mà các bạn có thể xem được hết tất cả xã thì tuyệt vời. Đây, đây trước mặt toàn bộ xã đây. Và đây chính là Quỳnh Ngọc của hiện tại, và đây chính là Quỳnh Ngọc của tương lai đây các bạn ơi. Chúng ta thấy đây như đại về tổng thể sơ lược, tôi thấy sẽ có rất nhiều khu vực đất được chuyển đổi thành đất công nghiệp và đất thương mại dịch vụ màu đỏ gạch này. Tiếp theo một số khu vực đất nhỏ sẽ được chuyển đổi thành đất ở, và sẽ có một số con đường được làm mới và các con đường khác thì được mở rộng ra, mở rộng ra. Thì bây giờ tôi sẽ xem trước con đường. Ôi thôi, tôi sẽ soi từ phía bên khu tư cụm công nghiệp này đi. Còn những loại đất được từ đất lúa hay chuyển đổi thành cây lâu năm hay cây hàng năm thì thôi, cái đấy nó không đáng chú ý lắm. Thì có lẽ tôi xin phép sẽ không chia sẻ. Đây ví dụ như cái đoạn cây hàng năm này, bên làn điệp nông rồi, cái khu vực gần xã này, thì tôi sẽ soi cho anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ được từ khu vực này. Đây, gần chỗ hồ câu điệp nông này, xã điệp nông này. Đây chỗ tạp hóa Định Hoa này, tôi thấy khu vực nhỏ chuyển đổi thành đất ONT trước đó này, đất ở và con đường từ Điệp Nông đi sang bến Quỳnh Hoa, Quỳnh Ngọc này sẽ được mở rộng hơn nhé. Đây con đường đá nó mở rộng hơn này, đó, còn rất nhiều khu đất nhỏ nhỏ được chuyển đổi thành cây hàng năm thì thôi tôi sẽ không đáng chú ý lắm, bỏ qua. Nhưng điều đáng chú ý tại đất đây chính là cụm công nghiệp Quỳnh Ngọc đây các bạn ơi. Đây, đây ok, dưới vật liệu xây dựng này và trên chỗ cửa hàng ga Đức Quý, chúng ta thấy này, toàn bộ khu vực này được chuyển đổi thành đất màu đỏ gạch đúng không ạ? Trên là hiện tại đang là đất lúa và sẽ chuyển đổi thành SKN là cụm công nghiệp Quỳnh Ngọc ở đây các bạn này. Nó bám sát vào đường trục xã này. Và bên kia của đường trục xã, thứ nhất là bên trên là sẽ chỗ bên tay trái của Vũ Đăng Đính đấy, là có khu vực đất chuyển đổi thành đất ở này. Đất ở có thể là chuyển đổi sau này là dự án đấu giá hoặc gì đó, như là sẽ là đất ở. Và tiếp theo xuống dưới một chút xíu là đất thương mại dịch vụ, đối diện với trại trại tổng hợp Hùng Hội này, phía sau đó đối diện cửa hàng ga Đức Quý này đấy. Và tiếp theo xuống dưới một chút xíu dưới này nó sẽ là đất ở nhé các bạn nhé, đối diện với nhà vườn cây hoa tọa đấy, đất ở này. Và sau khu vực đất ở này chúng ta thấy có rất nhiều khu vực đất được chuyển đổi thành đất thương mại dịch vụ để xây chợ, xây trung tâm thương mại này, kẹp xăm nữa là một khu vực đất trồng đất ở này. Và tiếp theo sang đến nữa là đất thương mại dịch vụ, nó đi kèm với bên chỗ đường lại đằng sau đó, trường mầm non Quỳnh Ngọc các bạn. Đó. Rồi tiếp đến khu vực dưới này, chỗ ga Anh Đượm này, có khoanh đất hiện tại là đất lúa này, và cửa hàng tạp hóa Tuyến Lĩnh này sẽ chuyển đổi thành đất ONT, nghĩa là đất ở các bạn nhé. Rồi. Rồi tiếp tục đi lên phía trên này còn điều gì đặc biệt không nhỉ? Đây, ở phía trên này Quỳnh Hà này, trường tiểu Quỳnh Hà bên tay trái sẽ là đất ở, và một khu vực nhỏ nhỏ nữa là đất công nhá. Đây khu vực này, hai khu vực đất này được chuyển đổi này. Đấy. Và sẽ có một con đường mới từ khu vực này tạp hóa 8 này. Mình thấy đây có một con đường mới tại đây các bạn này. Đây. Ok. Chỗ trường tiểu học Quỳnh Hà các bạn thấy con đường sẽ phi thẳng lên này. Đền Vua Bà, làng Bương Hạ này các bạn này, con đường này sẽ ăn lên phía trên một chút xíu này, vòng lên trên này đường 452 nhá. Vòng lên phía trên. Và nó sẽ sang khu vực đất ở này, quán bia cỏ Luyến May này, đất ONT này. Đấy, và cùng với con đường này nó sẽ đi sang phía bên đây, sang bên phía Quỳnh Khê này, và đi xuống dưới cắt vào đường cao tốc đi Hải Dương. Rồi chúng ta quay lại Quỳnh Ngọc này, đây có một con đường xuyên từ đây sang bên phía bên kia cầu này các bạn này.
đây nhé, đi tường trường từ tường tiểu học Quỳnh Hà này, con đường hiện trạng một đoạn đi một bắt đầu từ một đoạn này, rồi nó sẽ xuyên qua đoạn cánh đồng này, bên trái chùa Linh Quang này, con đường màu đỏ viền màu vàng viền đỏ này, tiếp tục chỗ chùa Vạn Khánh này, đấy, cửa hàng Hoàng Nhất này, và nó đến trại gà Hiền này, ONT xuyên vào đây, và nó xuyên lên D, xuyên lên D và ngoài này còn khu vực D ngoài này các bạn này, toàn khu vực D Quỳnh Lâm ngoài này, sau này sẽ đổi thành đất thương mại dịch vụ này, rất nhiều khu vực Quỳnh Lâm này các bạn này, xã Quỳnh Lâm rộng lớn chưa, quá rộng luôn, ngoài này, ngoài nhìn thấy Quỳnh Lâm này, khu vực xã của chỗ Quỳnh Lâm này, nó giống như kiểu là chúng ta thấy tuyệt vời chưa, một cái bán đảo Thái Bình ăn sâu sang bên kia, sang phía Hải Dương bên này cả Hưng Yên nữa. Khu vực đất tuyệt vời chưa? Khu vực đất này chắc chắn là rất là màu mỡ rồi, và con đường 452 sẽ đi sang phía bên kia bên Hải Dương. Đấy, tuyệt vời. Đây một số điều đáng chú ý tại đây. À, một con đường nhỏ tại chỗ này đi sang phía dân chủ này. Đây, chỗ đất thương mại dịch vụ chỗ đoạn này. Trường Mầm Non Quỳnh Ngọc nhé. Trường Mầm Non Quỳnh Ngọc này, khu vực này này, tự nhiên phía dưới này, nhà thờ bái Đan Phượng Đan Thượng này. Sẽ con đường nhỏ màu đỏ viền và màu vàng viền đỏ đi phía dưới này. Và nó sẽ thành Nga quán này. Và nó sẽ bắt vào đường này khu vực chỗ dân chủ này, ban dân chủ này. Đấy, một số điều đáng chú ý tại Quỳnh Ngọc. Quỳnh Ngọc còn gì khác không nào? Một quán bia đã em soi rồi. ONT khu đất nhỏ rồi. Đây trường tiểu học Quỳnh Hà này, nhà phân phối Nguyên Huấn này. Đoạn này sẽ là đất ở và một chút xíu này, đất công này. Đấy, thì trên đây một số điều đáng chú ý tại ONT khu vực này, soi chưa nhỉ? Ga Anh Đượm này, đấy, cái này không soi rồi, vừa rồi cánh đồng ạ, bây giờ chuyển đổi thành đất ở, sau này đất ở này. Thì trên đây một số điều đáng chú ý tại xã Quỳnh Ngọc nhé. Đấy, thì vào là cung cấp cho em các cái điều tại anh em những điều thông tin như vậy, và nếu anh em đang muốn mua bán đất ở khu vực nào thì chúng ta đã có thêm cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định chính xác nhất, mang về lợi nhuận cao nhất cho anh em mình nhé. Đấy, cùng thì cảm ơn anh em theo dõi video, và nếu thấy ý nghĩa đừng ngại cho mình xin một like, một comment và chia sẻ video lên bà con Quỳnh Ngọc nhé. Và nếu như mình nhắc lại, nếu anh em muốn tư vấn gì về pháp lý lên sổ tách thửa thì hãy inbox cho mình nha, mình có thể giúp anh em được. Cảm ơn anh em và chúc các bạn sẽ luôn đầu tư bất động sản thành công. Chúc bà con Quỳnh Ngọc sẽ luôn thịnh vượng tuyệt vời trong năm mới 2024 rồng vàng. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo cùng Trần Xuân Sơn. Xin chào.